Thưa quý vị, mới đây thông qua số điện thoại đường dây nóng của kênh VTC 90901812999 thì chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của các khán giả về tình trạng nhiều ô tô đã đổ chiếm lòng đường gây cản trở giao thông trên phố Vũ Miên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ của thành phố Hà Nội. Theo phản ánh của người dân, phố Vũ Miên nằm bên bờ Hồ Tây. Đây là tuyến đường có đông người và phương tiện qua lại, trong đó có rất nhiều ô tô cá nhân của các hộ dân trên địa bàn. Con phố này dài khoảng 1 km, mặt phố chỉ rộng khoảng 3 m và là đường hai chiều nên nhiều khi xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Đáng nói, một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc cục bộ là việc nhiều ô tô nối đuôi nhau dừng đổ chiếm lòng đường lề đường cả ngày lẫn đêm gây cản trở giao thông. Thực trạng này đã kéo dài cả năm nay nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý, khiến nhiều người đi đường rất bức xúc bởi nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì đường bị thu hẹp và khiến nhiều phương tiện lưu thông. Đề nghị chính quyền phường Yên Phụ và lực lượng chức năng sớm kiểm tra xử lý vi phạm, lập lại trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông tại tuyến phố này.